Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung nên khu vực Đông Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc là cấp 2 đến cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng được dự báo trời nhiều mây, trong ngày mai sẽ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh liên tục được bổ sung, trời rét kéo dài ở miền Bắc, nên nền nhiệt cao nhất ít khả năng vượt quá từ 20 đến 23 độ. Thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích rau vụ đông sớm ở khu vực Hà Nội phát triển kém, cộng với sâu bệnh bùng phát mạnh phá hoại rau nên nông dân trồng rau đang lỗ nặng. Đối tượng sâu bệnh hại các diện tích rau bắp cải, súp lơ năm nay chủ yếu là bọ phấn trắng. Dù nông dân đã dùng nhiều loại thuốc sinh học dòng chích hút phun trừ nhưng không hiệu quả. Bà con lưu ý với loài sâu hại này, bà con có thể áp dụng tổng hợp cả 3 biện pháp như sau để phòng trừ hiệu quả. Biện pháp canh tác phủ rơm quanh cây rau màu đang mọc mầm, ở vườn ươm có thể dùng lưới côn trùng để bảo vệ cây con. Biện pháp cơ giới vật lý, dùng bẫy dính màu vàng để thu hút con trưởng thành. Với biện pháp hóa học, hạn chế phun thuốc hóa học vì thuốc có thể giết chết các loài thiên địch có ích trên luống và bọ phấn trắng dễ bị kháng thuốc. Khi thật cần thiết, có thể dùng các loại thuốc như là Attara, Pernesic hay là Hostban. Bà con lưu ý nên áp dụng các cách tiêu diệt bọ nhiều lần để thu được kết quả tốt nhất. Chuyển sang diễn biến thời tiết miền Trung, với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị có mưa rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Dự báo nền nhiệt thấp sẽ còn tiếp tục duy trì nhiều ngày tới ở khu vực này. Với các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận vẫn tiếp tục đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm và có nơi là trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 10 tháng 12, mưa sẽ có xu hướng giảm dần ở miền Trung. Tuy nhiên, sang tuần sau, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, miền Trung sẽ đón thêm một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa cũng đang mở rộng ra ở khu vực Tây Nguyên và ở Nam Bộ trong những ngày này. Thời tiết Tây Nguyên ngày hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc là từ cấp 2 đến cấp 3. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.